Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Võ Hiền Trọng Hiếu. Hôm nay cửa hàng vi tính Trọng Hiếu xin giới thiệu các bạn cách cài đặt máy in Canon LPB6030W các bạn. Cái chữ W nè. W là có kết nối wifi nha các bạn. Đây. Đây. Cái thông tin của cái hộp các bạn. Có kết in qua cái mạng wifi nha các bạn. 18 trang trên 1 phút. Xài mật bình mật này nha bạn. Máy in Canon laser LPB6030W. Thông số máy nha. Đây, thông số kỹ thuật máy nha bạn. Trọng lượng nó gồm là khoảng 5 kg nha bạn. 5 kg không bao giờ mực, bao giờ mực. Rồi, đầu tiên là mình sẽ kết nối máy in vào nguồn điện. Đây, mặt sau các bạn. Đây mình cắm một cái jack, cái này dây nguồn vào mặt sau cắm vô điện các bạn. Còn cái này cổng dữ liệu các bạn. Đây. Này cái cáp dữ liệu. Đây đầu cáp dữ liệu mình sẽ cắm vô đây. Một đầu cắm vào máy in. Còn một đầu thì chúng ta cắm vào ổ USB của CPU các bạn. Rồi, khi ai xong rồi á thì chúng ta bắt đầu lên máy tính. Chúng ta tìm driver để cài đặt cho cái máy in này kết nối với máy tính mình. Đây, mình thấy giấy A4 thì mình kéo ra đây bạn. Nó có khổ giấy. Đây, này kéo ra A4 nè. Còn đây có khổ giấy là bạn A5. Đó, A4 mình cái hình thể kéo cái thanh nữa bạn. Mình có thể di chuyển theo kích thước của mình. Rồi xong. Còn này kéo ra cái vô theo cái độ dài của giấy các bạn. Rồi. Còn cái mặt trên đây nó sơ cái sự sơ bạn à, mở ra để cái giấy nó in ra chạy ở đây. Còn mình thay mật các bạn, mình sẽ gỡ cái này ra kéo lên đây. Cái này nó bình mật các bạn, bình mật zin của máy Canon đó. Nào, tiết 325 nha. Mình tháo ra cũng dễ bạn, nó là có cái gỡ bạn, mình thọt cái tay xuống như này rồi mình nhấc lên về mình kéo ra thôi đó, sẽ máy về thôi. Chúng ta bỏ vô cũng vậy dễ bạn, đây có cái lạch giống đây nè, chúng ta bỏ theo cái đường rãnh đây, hai bên nó có đường rãnh rồi đây, đây rãnh này đó, này rãnh này cái này, rồi chúng ta trượt vô, rồi xong chúng ta hạ nắp này xuống, rồi chúng ta in thôi. Này mở máy đây bạn, này nút mở nguồn này đó, khi nguồn nó chạy rồi ngay đây. Còn này tao là kết nối wifi này, nó sẽ có cái đây. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt driver đúng không ạ, để mà xuống. Rồi chúng ta sẽ lên mạng bạn, rồi chúng ta truy cập vào website. Rồi chúng ta sẽ vô trình diễn các bạn, chúng ta sẽ tìm kiếm driver này, driver Canon 6030W, nó là sợ từ này. Chúng ta thấy trang VN Việt Nam mà Canon Việt Nam các bạn, đây chúng ta cài là Windows 64 bit nè, chúng ta lít vào đó. Đây là trang của Canon đó bạn, Canon Việt Nam nha. Đây trong này nó có sẵn luôn các bạn, đây Windows 64 bit đó của máy in Canon 6030 phiên bản 21.11 đó bạn, chúng ta lít tải về. Rồi chúng ta bấm Z. Rồi nó đã ăn đau về, nó hiện ra một cái pop-up mới rồi bạn, ốp cái trang web này nhỏ này. Đây đó, chúng ta đợi để tải về xong chúng ta sẽ cài. Nó khoảng 67.8M nha. Mình top cái cho cài xong rồi mình cài các bạn. Rồi, sau khi cài xong thì nó hiện ở xong các bạn. Mình đọc thông tin bên dưới các bạn, các modem hỗ trợ các bạn. Đây. Nó xài cho Win 7, Win 8, Win 10, Win 11 rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình mở cái tập tin này đi. Đó rồi, mở tập tin này ra. Đây. Của máy in đó các bạn.
lít chuột phải, chọn run admin này các bạn. Rồi chúng ta bấm Z. Rồi nó giải nén nha bạn. Bạn giải nén nha nha. Nắp tích vô đây. À, sau khi tải về bạn. Các bạn vô UKN nào bạn. Đây là cái bản tiếng Anh các bạn. Mà mình chọn bản tiếng Việt bạn. Cái này trong cái tay gốc của OCD các bạn, nó có sẵn. Rồi. Bạn thấy một cài đặt các bạn, lít chuột phải vô. Chạy run. Này. Rồi, chúng ta bấm Z. Rồi, chúng ta ok. Chúng ta chọn kết nối USB. Rồi nó bấm tiếp. Là Z cái. Rồi chúng ta mở máy lên. Rồi, mở máy lên. Chúng ta cắm dây vô bạn. Rồi, nó kêu tăng tăng là nó đã nhận cái USB của mình các bạn. Rồi mình cài bạn. Mình cài cái này á, khi nó chạy xong cái tiến trình này các bạn, nó báo thành công thì nó đã vô luôn. Còn nếu không chưa thành công các bạn thì mình có thể xử lý cài tiếp các bạn. Đây mình đợi một xíu. Thường thì nó báo thành công, nhiều dòng máy in đó báo thành công rồi. Nếu mà cái máy mình nó cài nhiều máy in quá rồi á thì mình sẽ giải quyết cho nó hoàn thiện các bạn, cho nó cài xong cái bộ driver này. Rồi, mình đợi tiến trình nó chạy thêm một xíu nữa. Không thể nhận kết nối USB các bạn. Thì mình sẽ thoát này đi. Mình sẽ dứt tìm kiếm vô còn control panel các bạn. Mình đi tìm tới cái máy in của mình các bạn. Rồi máy in. Rồi, máy in các bạn. Cái này là Win 11 lên hơi khác bạn đây. Canon các bạn. Nhưng mà nó file driver bạn, nó chưa tìm được hoàn thiện driver các bạn. Đây. Rồi mình bắt đầu mình vô tắt ra đi. Mình vô manager bạn. Manager máy Win khác và lít vô đây bạn. Chuột phải vô DPC. Win 11 các bạn. Lít vô đây nha, chuột phải vô đây. Chọn device manager. Rồi, bạn tìm tới software. Đây, software device. Máy in của mình đó bạn. 6030 lít chuột phải vô. Update driver. Rồi chúng ta sẽ tìm đường đến đường dẫn các bạn. Đây lít vô đây. Tìm cái đường dẫn mà có cái mục chúng ta nãy giải nén các bạn. Đây. Mình thì mình cấp từ cái ổ C đó các bạn. Ổ CD các bạn nên nó có trong đây các bạn. Lưu qua ổ C đang nằm đây. Rồi, mình để dẫn tới đường đó mình ok cái. Nó báo là Windows đã cài driver thành công các bạn. Rồi bấm OK. Nó hiện cái Canon đây bạn, máy in nè. Thì cái mục máy in hồi nãy kia đó nó nằm ở software nè bạn, software device bạn. Nhìn thấy nó có mục máy in luôn rồi. Để mà đóng đóng đi. Rồi chúng ta vô tiến trình máy in này coi. Nè, máy in scanner bạn đây. Lít vô. À nó hiện máy in Canon ở đây rồi. Các bạn. Chúng ta lít vô. Chúng này mình rồi bài tay test bay để chúng ta rồi không mình mới in rồi test in mà in nó in cái trang giấy bạn, nhưng mà để từ chúng ta sẽ cho giấy vào. Giấy A4 mà chúng ta kéo ra, kéo dài ra. Mở nắp lại ra luôn. Rồi chúng ta bấm giờ chữ test bay nè. Rồi đã kết nối được máy bên nữa, nó sẽ chạy rồi bạn thấy không nè.
Rồi, đã test được mấy lần rồi. 6030. Trang cũng khá đẹp đó bạn. Chữ hơi mờ thì mình có thể chỉnh độ mờ đậm được các bạn. Vậy là đã kết nối thành công mấy lần nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Ngoài ra mình còn kết nối wifi nữa, mình sẽ hướng dẫn trong một cái clip khác tiếp theo các bạn.